Em đến rồi đây. Cháu là Triệu Noãn Noãn, cũng là bạn gái của Nhất Thần. Hôm nay cũng coi như mình là mỹ nhân cứu anh hùng rồi. Không, không đúng, anh ấy không phải anh hùng. Anh ấy là sếp của ZMG. Nếu dễ thành truyện tranh thì có thể đặt tên là mỹ nhân cứu tổng tài. Không ngờ đồ sao chổi như mình cũng có ngày được hạnh phúc thế này. Quả thực là cứ được trai đẹp nhà giàu, lên chức CEO, bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Đợi đã, trai đẹp nhà giàu thì mình cố được rồi. Lên chức, nếu như trong lúc này mình nói với Cố Nhất Thần là mình muốn đến studio họa sĩ diễn hoạt, liệu anh ấy có đồng ý không? Sếp Cố đại nhân, hôm nay tôi đã cứu anh, anh mau báo ơn đi. Tôi muốn được điều đến studio họa sĩ diễn hoạt. Tôi muốn trở thành họa sĩ diễn hoạt giỏi nhất ZMG. Không phải, không phải. Thu hồi, thu hồi. Thu hồi thế nào vậy? Được. Cố Nhất Thần.